Chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Mình sẽ cập nhật mấy con máy mình thấy cũng khá là chất ở đây. Các bạn ủng hộ mình bằng cách là theo dõi hết clip, và ai đang có nhu cầu muốn mua điện thoại thì lựa chọn sản phẩm ưng ý. Nếu thấy ưng ý và phù hợp với lại nhu cầu sử dụng và giá cả thì các bạn có thể alo cho mình để đặt hàng mua online, hoặc là có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng. Những bạn mua online thì sẽ phải đặt cọc trước từ 1 đến 500 ngàn qua một trong hai hình thức, đó là chuyển khoản ngân hàng để đặt cọc, hoặc là đặt cọc bằng thẻ cào Viettel Mobi các bạn nhé. Nếu mà bạn nào đặt cọc bằng hình thức thẻ cào Viettel Mobi thì vui lòng cào thẻ ra, gửi cái mã nạp tiền và cả số series của thẻ sang tin nhắn, hoặc chụp hình cái thẻ khi đã cào ra sang Zalo cho Nhật Nam. Không bắn tiền vào số điện thoại của Nhật Nam nhé. Ai vô tình bán trực tiếp vào số điện thoại của Nhật Nam xem như là mất tiền. Đó, mình nêu rõ đến cho các bạn thế để các bạn tránh nhầm lẫn. Còn về vấn đề hàng hóa của bên Nhật Nam thì cam kết là chỉ bán hàng chuẩn zin, cũng như là bảo hành khá là lâu, một đổi một trong vòng 6 tháng. Hàng chất lượng đúng như mô tả trên video. Chính vì vậy nên là mình sẽ không chụp hình ảnh qua Zalo hay là bất cứ đâu cho các bạn nào yêu cầu. Rất mong các bạn thông cảm với sự bất tiện này. Lý do shop khá là bận, nếu như phục vụ theo kiểu chụp ảnh thì nó rất là mất thời gian các bạn nhé. Cho nên các bạn cứ theo dõi kỹ một hoặc thậm chí hàng ngàn clip trong kênh Di động Nhật Nam. Sau đó thấy shop đủ uy tín, cảm thấy ưng ý, ok chúng ta đặt cọc mua hàng. Không ai lừa lọc của các bạn 100-200 ngàn tiền cọc đâu. Tiền cọc đó để đảm bảo cho tiền phí ship và tiền đóng gói vận chuyển các bạn nhé. Chứ còn shop Nhật Nam chưa được lời cái gì khi các bạn đặt cọc cả. Còn nếu như làm ăn không uy tín thì chả có lên đây mà review bán năm này qua năm kia, và kênh Di động Nhật Nam cứ tồn tại như thế, cũng như có trên Google tìm kiếm đầy đủ, thậm chí có cả cửa hàng cửa hiệu bán ở Tân Phú, Đồng Nai. Cho nên các bạn cứ theo dõi kỹ, ok rồi mới điện thoại đến để mua các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì sau đây đầu tiên là giới thiệu đến các bạn con iPhone 7 nhỏ, màn hình 4 inch 7 màu silver, phiên bản 32GB, tình trạng zin nguyên và đã thay pin. Con này đã thay pin rồi các bạn nhé, và giá bán có là 3,1 triệu. Mình có đúng một máy, mình thấy máy khá là keng, chuẩn chỉ, ok, ngon lành. Tình trạng zin nguyên và thay pin. Zin nguyên tức là cam kết máy không sửa chữa. Các bạn mua về xài là rất bền. Và nếu như không bền thì bên mình cũng chả dám bảo hành 6 tháng các bạn nha. Rõ ràng một điều là như thế. Bảo hành lên đến 6 tháng thì đồ phải tốt, phải chất năng lượng mới dám bảo hành như thế. Và mình cũng lưu ý rằng là ở đây mình báo giá 3,1 triệu. Là đối với iPhone 7 nhỏ 32GB là tình trạng máy trần. Và tất cả những máy mình báo giá đều là máy trần, không kèm phụ kiện các bạn nhé. Không tặng kèm phụ kiện và cũng không bao phí ship. Giá này là chỉ có giá máy trần. Khách mua hàng phải trả phí ship là thứ nhất. Thứ hai, nếu như các bạn có sạc rồi các bạn không mua nữa thì thôi. Mà nếu các bạn không có, các bạn mua kèm khi mua máy thì sẽ được cộng tiền sạc vào các bạn nhé. Chứ không tặng kèm. Bên mình nói rõ ràng, bán thuận mua vừa bán theo đúng phong cách tiền nào của đó. Và bảo hành cho bạn 6 tháng. Về dòng iPhone này thì cam kết là hàng chuẩn quốc tế các bạn nhé. Dòng Android thì là hàng chính hãng nha các bạn. Rồi tiếp theo là con XS Max màu gold. XS Max màu gold. Còn một cái màu gold pin 85, zin nguyên bản nhà sản xuất, chuẩn chỉ. Dòng này thì pin châu. Màn hình to 6.5 inch. Pin châu, xài rất là ok. Pin 85 thì còn xài phà, không phải nghĩ đến việc thay nhé các bạn nhé. Zin nguyên bản nhà sản xuất, mã Mỹ 64GB, chuẩn quốc tế, bảo hành cho các bạn 6 tháng, máy trần. Con này có giá bán là 9 triệu nha các bạn, 9 triệu. iPhone XS Max 64GB. Tiếp theo ở đây thì có một con iPhone X phiên bản 256GB. Con này thì là hàng tồn, cho nên là không khác gì máy mới, và pin mới sạc ít lần. Pin mới sạc ít lần nên vẫn còn 100% pin, zin nguyên bản các bạn nhé. iPhone X hay còn gọi là iPhone 10 thường. Phiên bản 256GB, máy mã Mỹ, hàng tồn kho thanh lý. Và giá bán của nó là 7,1 triệu các bạn nhé. Còn đúng một máy, 7,1 triệu. iPhone X, iPhone 10 thường nha các bạn. iPhone X hay còn gọi là iPhone 10 thường, màu trắng. Còn một máy duy nhất 256GB, pin 100%, mã Mỹ, chuẩn quốc tế, cam kết zin nguyên bảo hành 6 tháng, giá bán 7,1 triệu. Tiếp theo là có một con phiên bản 64GB. Tuy nhiên con này zin nguyên nhưng đã thay pin.
con này thay pin rồi, pin không zin các bạn nhé, nhưng thay một viên pin khá là tốt, dùng ổn định và đã được test kỹ mới review bán cho bạn. Và con này là mã Mỹ 64GB, cam kết men zin, màn zin, máy zin, chỉ thay pin, chuẩn quốc tế, bảo hành 6 tháng. Và giá bán của con X64GB thay pin này sẽ là 6.300.000 nha các bạn, 6.300.000. Máy đẹp leng keng như xà beng luôn, có đúng một máy như máy mới. Tiếp theo là iPhone 11 64GB màu tím hoa cà, màu tím thủy chung, máy khá mới, sạc ít lần, pin còn 100%, cam kết zin nguyên bản nhà sản xuất, chuẩn chỉ quốc tế 64GB, máy khá là mới, gần như máy mới, mới sạc ít lần các bạn ha, zin nguyên bản nhà sản xuất, ngon lành cành đào, màu tím hoa cà, giá bán là 9.900.000. Bên cạnh đó thì cũng có một con màu đỏ nữa, cũng y hệt như thế, cũng zin nguyên bản và pin 100%, máy như máy mới, hàng siêu lướt, mới sạc pin có vài chục lần thôi các bạn. 64GB mã Mỹ nhá, giá 9.900.000. Và có một con iPhone 11 màu xanh, con này đã qua sử dụng và pin còn 87%, còn rất là trâu và dùng rất là ngon. Về ngoại hình máy thì cũng thấy máy rất là keng, chuẩn, ngon lành, cành đào, rất là ok các bạn nhé. iPhone 11 2 camera, mã Mỹ 64GB, màu xanh, tươi xanh như nồi canh, khá là keng. Và con này thì có giá bán rẻ 8.900.000 thôi các bạn, 8.900.000, một mức giá rất là hấp dẫn các bạn nhé. Tiếp theo là iPhone 8 Plus màu gold, mã Mỹ 64GB, màu gold khá là mới, máy tình trạng zin và thay pin, zin và thay pin, thay pin rồi khỏi phải thay nữa, mua về chỉ việc gắn sim vào là dùng, máy chuẩn quốc tế, bảo hành tới 6 tháng cho các bạn. Và giá máy trần của con 8 Plus màn hình 5.5 inch, vân tay vân chân đầy đủ này sẽ có giá bán cho các bạn là 5.900.000, 5.900.000. Tiếp theo nữa là mã là iPhone 8 Plus 256GB, tình trạng zin nguyên và cũng thay pin. Con này 256GB thì có giá là 6.500.000, và có duy nhất một cái 256GB màu trắng, máy khá là keng, chuẩn chỉ, ngon lành, cành đào, khá là chất các bạn nhé, khá là chất. Có một số bạn thế này, lại cứ nói đến vấn đề chụp ảnh qua Zalo, lại cứ yêu cầu phải chụp ảnh qua Zalo, xong bảo là phải mở để xem cái series, chứ thôi tôi cọc, sợ mất cọc thì sao. Nếu mà như thế, giả sử mình cũng vẫn cứ đáp ứng, mình chụp ảnh cho bạn, muốn chụp thế nào chụp, muốn chụp cả series, series, kiểm tra bên trong rồi xong các bạn đặt cọc xong mình không gửi máy, thế thì làm sao, thế cũng mất cọc vậy. Có cái gì đâu mà phải lăn tăn cái vấn đề sợ mất cọc nhỉ, đúng không? Đấy, nói vui thế thôi nhá. Đó thì các bạn biết là mình bán trước giờ bao nhiêu năm, rất là uy tín, ok rồi, mình không chụp ảnh không có nghĩa là mình sợ máy của mình có vấn đề gì hết, chẳng qua là mình khá là bận, nhiều lúc mình đang đi ở ngoài đường mình không chụp được, nên mình không có thói quen gọi là chăm sóc khách hàng theo kiểu đấy. Và mình bán gọi như là bán niềm tin, ví dụ như là khách hàng theo dõi lâu ngày rồi, ok, thấy tin tưởng rồi thì mới đặt cọc mua, còn không vẫn thể đến trực tiếp của mình mua. Nếu như bạn nào đó chắc cú không muốn mua thì chắc chắn lại có một người dễ dàng phía sau các bạn đó mua, đó là chuyện bình thường. Bởi vì những cái điện thoại này thì nó có tính chất, nó cũng không phải là như là hàng tôm hàng tép mà đến chiều không bán được thì nó thiêu, đúng không? Nên là mình sẽ không chọn cách mà phục vụ theo cái kiểu cho một số khách hàng mà chắc ăn chắc cú quá, hay là nói chung là không, cứ sợ cái này sợ cái kia. Mà đã sợ rồi thì không nên mua hàng online các bạn nhé. Đã sợ là không nên mua hàng online. Sợ thì chúng ta đến trực tiếp một shop nào đó ở gần, chẳng nhẽ cả cái khu vực ở nhà các bạn không có chỗ nào bán điện thoại đâu mà phải sợ phải mua online để rồi mua lo vào người, đúng không? Đấy là rước lo vào người thôi, chả sung sướng gì, nhìn qua cái hình ảnh tèm nhèm, chụp thì không truyền đạt được hết ý, đôi khi lấp loáng ánh đèn lại thấy chỗ này tưởng chỗ này móp, chỗ kia vỡ, nhưng không phải, máy đẹp là đẹp, máy xấu là xấu, tiền nào của đó các bạn nhé. Đừng quan niệm cái chuyện mà phải chụp ảnh qua mới mua, hay là người ta review trên clip này, hay là chắc đi mượn về review à, hay là đi review thuê ở một cửa hàng cửa hiệu nào đó nên không có máy để chụp, đúng không? Nhiều khi nghĩ vậy, đúng không? Đâu có ai thừa hơi vậy các bạn. Còn chả khó gì cái chuyện chụp ảnh, nhưng mà bỏ cái phong cách đấy đi, bởi vì chụp ảnh người ta vẫn có thể là người ta chụp xong người ta gửi không đúng về cho các bạn thì các bạn cũng chả làm gì được người ta, các bạn cũng mất tiền oan thôi. Nên là nếu đã sợ rồi thì không mua. Đấy, cảnh giới tối cao của không bị lừa là không đưa tiền cho đứa nào hết, tiền bố cứ dắt vành váy, thế là chả đứa nào
nó lừa được mình cả, đúng không? Cứ cất, cứ đào sâu chôn chặt đấy, thậm chí bỏ luôn vào ngân hàng lấy lãi, không mua thì bố chả bố thằng nào lừa được đấy. Rồi thôi, quay trở lại vấn đề chính, đây là iPhone 8 nhỏ. iPhone 8 nhỏ thì hôm nay chỉ còn màu trắng nhá, chỉ còn màu trắng và giá bán là 4,2 triệu. Con này thì tình trạng cũng zin nguyên và máy khá là đẹp, pin 100%, pin 100% đấy, máy khá là đẹp. Và mình review như thế này mình thấy cũng rất là kỹ rồi, có cái gì đâu, một vài cái tấm ảnh chụp nữa đấy, chụp xong thế đặt cọc xong rồi chặn luôn cũng được vậy, đúng không? Thiếu cha gì cách để lừa, nhưng mà những cái thằng lừa thì nó chăm các ông ngọt lắm, nó không sẵn như mình. Mình là kiểu bán được, bán không bán được thì thôi đấy. Con này thì màn hình 4 inch 7, 64 GB, ngon lành, máy zin hết nhưng mà đã thay pin đấy. Giá là 4,2 triệu nhá, chỉ còn màu trắng thôi. Rồi tiếp theo thì có 6S, 64 GB luôn, 64 GB luôn, mà con này zin nguyên 99%, màu xám đen, giá là 2,5 triệu, pin 85%, pin 85%, giá là 2,5 triệu các bạn nhé. Máy trần tức là máy chưa có sạc, chưa có phụ kiện gì hết á. Ở nhà chưa có thì chúng ta vui lòng mua thêm một bộ sạc, còn có rồi thôi chúng ta tiết kiệm đỡ tốn tiền. Con này là màn hình 4 inch 7, bộ nhớ nhiều 64 GB, iPhone 6S, giá 2,5 triệu. Rồi tiếp theo là iPhone XS, 64 GB, 64 GB thì hôm nay chỉ có màu gold, màu gold các bạn nhé, màu gold. 64 GB XS này thì là màn hình 5 inch 8, con này gọi là iPhone 10S đấy, là size nhỏ nhé, size nhỏ, màn hình là 5 inch 8. Con này thì tình trạng là zin nguyên, máy chuẩn quốc tế, pin đã thay, men zin, màn zin, các thứ zin, chỉ thay mỗi viên pin chuẩn chỉ, và thay viên pin báo phần trăm cho các bạn đàng hoàng để các bạn sử dụng được ổn định nhé. Và giá bán của nó là 7,3 triệu, 7,3 triệu, còn một cái thôi. Tiếp theo là iPhone XS luôn, cũng dòng đó, nhưng con này là 256 GB, máy màu trắng, máy zin nguyên. Con này thì zin nguyên bản, không thay pin nhá, zin nguyên và pin còn 80 mấy%, còn xài ngon. Đây để xem 83, 84 gì đó, còn xài ngon nên không thay, hẳn 85 luôn, ok, còn xài ngon không thay. Và con này là phiên bản 256 GB bộ nhớ nha các bạn, iPhone XS 256 GB bộ nhớ mã Mỹ, khá là chất, màu trắng. Lưu ý là phiên bản màu trắng này chỉ có màu phiên bản 256 GB này chỉ có màu trắng thôi các bạn nhé, không có màu khác, có hai cái màu trắng, và pin đều 84, 85, 83 gì đấy, nói chung là còn xài ổn định, ok, nên để vậy bán luôn thay nó phí lắm đấy. Và giá bán của nó là 7,9 triệu, 256 GB. Tiếp theo là có con 11 Pro Max 3 cam màu trắng, máy khá là keng như máy mới luôn, tình trạng zin, pin sạc ít lần 100%, gần như máy mới luôn, giá cũng cực kỳ hấp dẫn, chỉ có 14 triệu thôi, màu trắng, máy khá keng các bạn nhé. iPhone 11 Pro Max này thì là hàng màn hình to, màn hình 6,5 inch rồi các bạn, 6,5 inch. Và tất cả sản phẩm mình lưu ý là mình đều bảo hành 6 tháng và cam kết là men zin, không sửa chữa. Chính vì phải lựa chọn những cái hàng zin nên giá nó có hơi đắt, và nó có đắt thì bảo hành mới dám bảo hành lâu, bán hàng giá rẻ, mua máy nát về bán không bao giờ dám bảo hành lâu, dám khẳng định một điều như thế. Rồi tiếp theo là iPhone 7 Plus 128 GB màu hồng, tình trạng zin nguyên, thay pin, zin nguyên và đã thay pin các bạn nhé, 7 Plus. Đấy, và các bạn theo dõi kỹ một clip thì các bạn thấy mình luôn luôn nói rõ con nào pin zin, con nào thay pin, đúng không? Đấy, mình đâu có sợ được cái việc gì mà mình phải nói con pin thay là nói thành con pin zin, thực ra thay pin rồi xài rất là ngon, và thay pin phải mất tiền chứ người ta cũng không tự nhiên thay không như mình. Các bạn thử mua một cái điện thoại về các bạn xài thử xem, đến lúc nó hỏng nguyên pin các bạn có thay không? Chắc chắn vẫn thay, vẫn xài ngon. Chứ chả ai mà ở Việt Nam mình mà chả ai hỏng viên pin đi vứt cái điện thoại đi mua cái khác, không có đâu nhá. Thay pin rồi xài vẫn rất là ngon. Thậm chí đi mua cái xe máy, mua cái ô tô, xài mấy năm hỏng cái bình không đè được nữa thì cũng phải dắt ra mà thay cái bình về mà đè rồi mà đi thêm mấy năm nữa chứ. Có ai đi vứt đi, đúng không? Cái vấn đề mà về pin này, về nói chung về điện năng là các bạn xài theo ngày tháng là nó sẽ hao mòn và nó sẽ xuống cấp, thì chúng ta thay thôi, không có gì cả. Còn cái quan trọng là cái men mình đừng có sửa chữa, chọc máy vào thì là nó xài ổn bền. Và chính vì cái như thế là bên mình luôn luôn là
cam kết là hàng men zin là như vậy, hàng men zin là ok rồi, còn pin thay, pin thay mình thay một viên pin rất chuẩn cho các bạn để bạn sử dụng được bền lâu là rất là ok. Đấy, thì quay trở lại với 7 Plus 128GB màu hồng thay pin, đây cũng là mã Mỹ nhá. Đấy, thì có giá là 4.9 triệu. Đấy, ngon lành ngọt sớt như thế này, thay pin rồi mua về chỉ việc đút cái sim vào là dùng. Đó, chứ chả ai thích mà mua về xong vài hôm nữa lại xách tiền đi thay pin. Đấy, cái đấy mới là dở người đấy, dở hơi đấy. Rồi tiếp theo là 7 Plus 32GB iOS 10, tức là iOS thấp. Có một số bạn cứ tìm cái iOS 10 này nhưng mà mình cũng chả biết để làm gì. Mình xài thì mình cũng cứ cập nhật lên thôi bình thường, nhưng mà cái này thì đây nó còn thế thì cứ để thế cũng chả ngứa tay. Để cho ai thích iOS 10 thì mua. Tình trạng là con này pin thay 100%, mã VN 32GB, máy keng màu đen nhám, giá là 4.300.000, 4.300.000, 7 Plus. Chắc chắn rồi, cam kết đầy đủ mọi chức năng. Và con này thậm chí lại còn là hàng chính hãng cơ, chuẩn chỉ bảo hành cho các bạn 6 tháng. Rồi tiếp theo là có 32GB nữa, màu hồng đây. Và con này vào khoảng 99%, máy cũng khá là ok, tình trạng là cũng zin nguyên và thay pin. Con này thì lưng sau nó có 1-2 tí chấm chấm nhẹ thì bán rẻ hơn một tí đi, là bán 4.200.000 cho các bạn nhé. Đấy, máy khá là ok, tí này không ăn thua, nó chính xác là hàng vỏ zin thì nó vậy. Rồi, ngon lành cành đào. Và vừa rồi đã cũng chia sẻ thật tình cũng như là giới thiệu máy rất là cặn kẽ cho các bạn rồi. Bạn nào kết sản phẩm nào thì cứ alo cho mình đến số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng. Tuy nhiên, đặt cọc từ 1 đến 500 nhưng hàng đến là được kiểm tra đàng hoàng. Cái tiền đặt cọc chỉ đảm bảo cho cái việc đóng gói và trả phí ship thôi. Và để tránh những cái tay mà nó lươn khươn, nó bom hàng, cho nên tại vì sao shop phải đưa ra cái chế độ đặt cọc, các bạn hãy thông cảm như vậy nhé. Mình ngay thẳng thì không sao, nhưng thế gian thì 9 người 10 ý và ngàn vạn kẻ nó cũng thích thọc gậy bánh xe, nó rảnh rảnh ăn ở không. Nếu mà không đặt cọc mà nghe shop nào không đặt cọc, nó đặt cho hàng trăm đơn, xong nó đếch nhận rồi lấy số điện thoại tào lao miếng lao của ai ai đó, các bạn cũng biết đó. Cho nên là cái cách thức của chúng ta là chúng ta theo dõi và chúng ta chọn cái nơi uy tín chúng ta mua, chứ còn không sợ gì cái quy trình cả. Bởi vì người ta sản xuất, người ta nghĩ ra một cái quy trình để người ta phục vụ cho cái công tác mà buôn bán của người ta thì đương nhiên là nó phải ổn thì mới được. Đấy, chứ còn không đặt cọc thì cứ mỗi ngày chốt hàng ngàn đơn, xong rồi giao không được 10 đơn nữa thì các bạn biết là sập hầm ngay nhá, sập hầm ngay. Nếu mà các bạn làm kinh tế hoặc là các bạn giỏi tính toán, bạn tính ra ngay một đơn hàng phí ship vài chục nghìn thôi, nhưng mà nếu mà họ đặt hàng bom hàng ngàn đơn thì nó ra nhiều tiền lắm, đúng không? Vài hôm này hết cái chỗ điện thoại này phải bán đi để bù vào tiền trả tiền phí ship. Mà các bạn đi gửi hàng thì các bạn cũng biết rồi, nó toàn thu phí trước thôi, gửi được không được mình vẫn mất tiền phí và vẫn phải gói hàng các bạn nhé. Đấy, nó là như thế, nguyên tắc là vậy. Rồi, cảm ơn các bạn luôn yêu mến và ủng hộ mình. Hãy đăng ký kênh nếu mà thích theo dõi và tìm hiểu về điện thoại và để sau mua điện thoại cũ xài cho nó tiết kiệm. Và mua điện thoại cũ mà được bảo hành lâu đến 6 tháng thì cũng khá là yên tâm rồi. Hơn thế nữa thì mình có cửa hàng, cửa hiệu đàng hoàng ở ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Bạn nào sợ, lo lắng cứ việc đến trực tiếp đấy xem để mua hàng. Còn bạn nào không sợ, mua online thoải mái luôn. Còn bạn nào sợ, đừng mua online. Và cũng đừng nghĩ là không mua được của mình, đi tìm hiểu chỗ khác, nó chụp hình qua cho rồi mua. Có ngày chết dẫy đành đạch. Nói chung là cứ đòi hỏi vài ba tấm hình là mấy bạn đấy mình thấy là rất non và xanh và rất khó bán cho những người đấy. Đấy, cho nên là tại sao mình mấy năm nay rồi mình vẫn không thay đổi phong cách, luôn luôn nói là không bao giờ chụp hình. Rồi, chốt hạ lại là cảm ơn các bạn vẫn cứ theo dõi mình và đã đăng ký kênh ủng hộ mình. Một điều nữa là nhớ like, chia sẻ video đến nhiều người khác các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại bạn ở những video sau.